Trong bối cảnh Hà Nội đang tiếp tục bước vào đợt giãn cách mới, rất nhiều nhà hảo tâm, các đơn vị đã chung tay giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh. Một trong những tấm lòng hảo tâm đó chính là câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ, luôn đồng hành cùng siêu thị mini không đồng để giúp người lao động nghèo của thủ đô an tâm, ổn định cuộc sống và sớm chiến thắng đại dịch này. Vốn khuyết tật cả về nghe và nói, hai vợ chồng chị Đặng Thị Phương và anh Nguyễn Gia Tâm ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, hàng ngày chỉ giao tiếp với nhau qua hành động. May mắn thay, anh chị sinh được hai bé gái xinh xắn, lành mạnh. Gần 2 tháng nay, gánh nước chè, chiếc cần câu cơm duy nhất của gia đình cũng không còn được hoạt động. Khó khăn, nay chồng chất khó khăn. Hôm nay, anh chị dậy sớm để tham gia mua sắm ở siêu thị không đồng. Hai anh chị được các bạn tình nguyện viên hỗ trợ thiết yếu. Chị Nguyễn Thị Bích, quê gốc ở Long An, theo chồng về Hà Nội, sinh sống gần được 10 năm. Hàng ngày, chồng chị sửa xe ở đầu ngõ, còn chị ở nhà chăm con. Từ khi ở nhà chống dịch, hai vợ chồng không còn nguồn thu, tiền phòng trọ cũng bởi vậy mà khất chủ nhà. Từ hôm dịch đến giờ thì hai vợ chồng ở nhà là chung là thất nghiệp, không có công ăn việc làm. Hiện giờ mình vẫn 2 tháng mình chưa đóng tiền nhà đấy. Chị mong muốn là hết dịch đi rằng cho nó không còn giãn cách xã hội, mình có thể buôn bán hay đi làm này cũng được. Thấu hiểu hoàn cảnh của các hộ gia đình khó khăn bị mất nguồn thu trong mùa dịch, quận Tây Hồ đã đứng lên kêu gọi nguồn tài trợ của nhiều đơn vị, cá nhân, mong sớm ổn định đời sống của người dân trong thời điểm khó khăn này. Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta là những người mà với địa phương chúng tôi, thì chúng tôi phải có trách nhiệm với bà con, thì chúng tôi đã làm rất nhiều những cái công việc mà để giúp cho bà con có đảm bảo cái đời sống ổn định. Và đặc biệt là hôm nay chúng ta thấy một cái siêu thị không đồng này. Và cá nhân tôi rất trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, các đơn vị đã giúp cho nhân dân Tây Hồ chúng tôi, những người càng gặp hoàn cảnh khó khăn mà có những cái siêu thị như thế này để giúp cho bà con yên tâm, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương để chúng ta thực hiện cái giãn cách xã hội. Là đơn vị thường xuyên tổ chức những hoạt động xã hội, câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ coi chuỗi siêu thị mini không đồng là một trong những chuỗi hoạt động trọng tâm hướng đến những cảnh đời nghèo khó. Chương trình này của chúng tôi thì đã hoạt động được một thời gian và tại Hà Nội thì chúng tôi đã làm được 3 cái địa điểm. Và 3 cái địa điểm thì đánh giá rất là tốt và thực sự đã giúp đỡ và hỗ trợ cho những người dân nghèo gặp khó khăn trong thời gian giãn cách này. Hôm qua chương trình này chúng tôi muốn lan tỏa cái tình tương thân tương ái của cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền thành phố và với bà con. Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục bước vào đợt giãn cách mới, siêu thị mini không đồng sẽ cùng với một số mô hình chợ bán hàng lưu động đang được nghiên cứu, áp dụng, giúp người dân thủ đô an tâm, ổn định cuộc sống và chiến thắng đại dịch.